Khi con gái gọi điện phụ ông nội, nói về bố kiểu. Con chào ông. Con ăn chưa? Con ăn rồi, ông ăn chưa? Ông chưa, ông đang xem trên sở. Mà ông ơi, ông bảo con trai của yêu quý của ông là đừng quát con nữa đi. Ông con trai yêu quý của ông giờ này cứ quát con đi. Ông bảo con trai của ông đừng quát con đi. Vâng, con ở nhà bố con ta bắt nạt con thôi. Ui, thì chết rồi. Bố con lịch thế nhỉ? Vâng. Bố con tàn quát con thôi. Bố con không uống bia rượu. Bố hứa con là bố con không uống bia rượu. Nhưng mà bố con lại hút thuốc nhiều lắm. Ông nhớ bảo con trai của ông là đừng hút thuốc nữa tại vì không tốt đâu. Hôm nay con ăn món rau thịt thôi ạ. Mà con trai của ông hút thuốc sặc nhà lên ấy. Con phải bịt mũi lại đây ông ạ. Vâng. Con bảo bố con bỏ thì bố con không bỏ đâu.